Chương 14 đúng không? Dạ. Đây đây, bài này, bài này, bài này. Bạn xin làm hai là bài hả? Dạ, ok. Chờ thầy đọc tên mỗi lần cuốn từ đây. Đúng rồi, đúng lắm rồi đó. Rồi, anh nói chặt vào giữa đi. Rồi, số 5 là biết là số 5 cho thầy đi. Chiếc bò kêu quá hả? Chiếc bài ngửi hay sao? Chiếc bò. À, chiếc bò rồi, chiếc bò. Rồi. Bài đó. The chip is. Nói anh, chip là rẻ tiền ha. Rẻ hơn là chiếc bò chứ là chiếc bò nha. Chiếc bò là ba đó. Tree đó đúng không? Tree mà tan nữa ha. Rồi, rẻ là chip. Chiếc bò và the chip is. Thầy, cái đó mình không có năng đo chữ B phẩy rồi đó thầy. À, cái trường hợp này không cần nha chị, bởi vì sao? À, chị này nè. Hồi nãy là phụ âm, nguyên âm phụ âm thì mới đất bò đúng không? Chị hót đây, phụ âm, nguyên âm phụ âm. Cái này, hai cái nguyên âm này, mới đất phụ âm. See, thì là không cần đất bò ha. Chừng nào nó thấy nguyên đất là một phụ âm, một nguyên âm, sau đó một phụ âm tiếp thì mới đất bò. Rồi, trái nha. Rồi, không gì hết. Anh có chơi game không? Chỗ đồ này bắt đầu đi chip bộ đó, rõ ràng quá. Rồi. Rồi. Chị lớp mình hay tên Lộc không? Lộc. Rồi, rồi, không có thôi. Rồi, mời mời chị đi. Đúng rồi, mời chị đó. Chị là ví dụ số 6 cho thầy đi, long và dài hơn. Long gò và the longest. Rồi, thank you chị. À, quên họ tên nữa. À, anh tên gì? Dạ, Tâm ạ. Học giờ. À, Tâm giờ rồi, ok. Tâm học giờ. Rồi, chị tên gì chị ơi? Kim. Lớp nào chị? Dạ, mai em lại để lên thầy dùng. Ờ. Đưa lên thầy. Hôm nay học phần này có nhiều lớp dùng 14 nha. Rồi. Rồi. Tắt tiền nè. Rồi anh áo trắng ngồi trên cái anh nãy á. Đó, anh đang chiếm bài rồi. Rồi anh làm ví dụ số 1 cho thầy nha. Hả? Rồi lại để làm mấy gì khác nữa này. Expensive đắt tiền anh, đắt tiền hơn mấy quanh. Giờ mà không bị thầy coi đây là tính từ ngắn tới dài. Dài có tập ba ông được expensive là dài đó. Rồi. Rồi yeah, more expensive đắt tiền hơn, đắt tiền nhất là đó. Rồi là most expensive. Rồi thank you. Và anh tên gì? Em mua từ 16 mà chưa có lấy sách. À chưa có, phải xuống đi anh. Sao? Lát nữa, lát nữa. Rồi, tôi sẽ thấy mình thôi khó đọc chút xíu nha, mấy chị nhớ thầy nè. Thầy này chắc là một ha. Interesting. Vậy chắc là một ha. Interesting. Tức là thú vị. À, hay ha, kiểu hay hay á, thú vị á. Interesting. Yeah, interesting. À, đừng có interesting gì nha, no. Interesting. Rồi, mời một bạn. Sorry, mời một anh chị ra đọc tiếng Anh cực kỳ chuẩn thôi. Rồi, lớp trưởng. Để lớp trưởng đọc thử đi. Interesting là thú vị. More interesting và... Rồi, lớp trưởng tên gì vậy? An Tâm. Lớp. An nhiều và lớp trưởng. Rồi, đây ha. More interesting và the most interesting. Rồi. Dễ ha, easy. Easy. Rồi, mời chị. Đấy là easy. Nếu mà tính từ ngắn á thì mình là đổi thành y y ngắn để thêm r. Rồi, là easy. Easy. Easy à, rồi, dễ nhất là. Nhất là the easy. Rồi. Alright, thank you chị. Còn mấy chị giáo nguyên tắc luôn nha. Nếu như cái chữ đò á, cái chữ đò á, đây nè, đó, chữ đò mà đứng trước cái phụ âm, sau này đứng trước nguyên âm á, mấy chị đọc cái chữ đầy như thế nha. Đầy,
The easiest. The easiest. Đây ha. The easiest. Đây. Phiên âm không phải dâu nhưng mà thầy phiên âm tiếng Việt cho mấy chị đó. Phiên âm tiếng Anh nè. Đây ha. The easiest. Đó dễ nhất ha. Đó nha. Cái chữ đầu mà đứng trước nguyên âm ha, đọc là đi chứ không là đòn nữa ha. The easiest. Rồi, từ cuối cùng đây nè. Ví dụ cuối cùng à, mời chị ngồi bạn gần cuối. Đúng rồi, chị áo áo hơi xanh xanh đúng không? Hình như chị làm sơ đúng không? À, thầy nói vậy biết đúng hay không nha. Rồi, theo chị coi, ví dụ này chị làm sao? Hai rồi, bà à, thì ai là sao? Rồi, thank you chị. Chị tên gì? Chị này luôn. Dạ, Ngọc Anh ạ. Ngọc Anh là? Chị đi, mới trả lời. Tên gì? Em có tên gì? Tên gì? Thôi, cứ đọc tên em sao đâu. Dạ, thôi, thôi, thôi. Và chị Ngọc Anh tên lớp nào ấy? Dạ, lớp D14 ạ. D14 nhiều đó nha. Dạ, lớp em học chính mà. À, ok. Rồi, đây là xong cái bài tập số 1 ha. Anh chị lại thầy bài tập số 2 này đi. Rồi giờ anh bỏ một cái tính từ, sẽ sẵn hơn thôi. Chờ, nhớ nha, hơn là chữ hai bậc thôi. Đó, sẽ sẵn hơn là chữ cùng hai bậc thôi. Và một cái dấu hiệu để cho anh chị biết là sẵn hơn đó là gì, chữ gì? Đen ha, đó. Chữ đen thường là sẵn hơn. Không, chắc cũng thôi, thường là đen ha. Rồi, thôi. Ủa em mới về à? À nhớ chắc là đi làm rồi. Leon là cái con đại lạc sĩ to hơn. Rồi một lần nữa nha, có ai chị đặt chưa ký được cho anh không thì lên đây ký nha. Anh chị chưa ký được cho anh lên đây ký nha. Rồi, đó là cháu trời. Cái nhận đề các chị làm tương tự ha, xác định coi sẵn gì, có chữ đen sẵn hơn. Sau khi biết sẵn hơn rồi mình sẽ xác định coi cái tính từ đó là ngắn hay dài. À, ngắn thì có một phẩm tiết thôi, big, small, fast, long gì đó. Right, còn nếu như tính từ dài sẽ rất nhiều phẩm tiết, ví dụ như expensive, handsome, từ hai chữ lên ra là nhiều đó. Expensive, handsome, dangerous, beautiful. Right. Thank you.
Rồi bắt đầu sợ ha. Số 1, Nguyễn Thị Ngọc Mai. Biết giờ, rồi càng chịu. Rồi, câu số 2, Đoàn Hồ Bảo Sơn. Chữ, chữ. Rồi, đó chữ nha. Số 2 là gì anh Sơn ơi? Expensive. Okay. Câu số 1 con do thì to hơn con sư tử, đúng rồi. And then everybody is bigger than the lion. Câu số 2, Paris thì đẹp hơn là New York. Paris is more, sorry, mắc tiền hơn expensive than New York. Đó, expensive cancer. Rồi, câu số 3. Smaller, rồi, thank you. Australia nước gì anh? Úc thì nhỏ, Antarctica là quốc nào? Antarctica Bắc Bằng Dương. Rồi, thank you. Rồi, số 4. Rock climbing, âm bên cầm ha, tạm mà thôi, climbing. Leo núi thì sao đây? À, anh Huy. Mới đi rồi. Anh Huy, anh Huy. Đi vệ sinh rồi. À, mới về luôn hả? Rồi, kể đi. Rồi, anh Đô. More dangerous. More dangerous, rồi, thank you. À, Leo núi thì sao anh? Nguy hiểm. Nguy hiểm hơn là nước bản. À, nước bản, rồi, thank you. Sớp phiền nước bản nè. À, tất cả cái nước này là sớp hết. Nước web là gì nha anh? Sớp từ internet ha. Rồi, sớp từ internet. Rồi, câu 5. À, dịch cho Quốc Linh. Dạ, yeah, tức là đi bằng đường. Rồi, anh Pastor, rồi, thank you chị. Hoàng Duy Linh. Longer, right. Train journey là đi bằng đường. Tàu hỏa thì sao? À, lâu hơn, nó dài hơn là đi đường hàng không. Right, longer. Và thank you, Robert, chị sẽ bài đi. Journey là kiểu đi ha. Một chuyến đi, chuyến hành trình. Đó. Chuyến hành trình và phương Tây là ta dùng kỹ. Journey to the West nè. Rồi mấy chị sửa xong rồi đúng không? Rồi tiếp ha. Alright. Rồi bài tập này ha, mình dùng tính từ so sánh gấp nha, gấp chứ phải hơn nha. Đó. Gấp. Rồi mấy chị điện thử lại đi, tính từ so sánh gấp thôi nha. Vậy nói đó, thùng gấp đó chỉ là một vật duy nhất là gấp thôi đúng không? Duy nhất mà to nhất, lớn nhất, đẹp nhất gì đó, duy nhất một cái. Trong nhiều cái ha, trong nhiều cái thì cái đó là cái duy nhất. Nước mà đánh cái.
Thank you.